Carousel, German engineer. Nay bên tôi siêu tôi hướng dẫn các bạn lắp cái vòi G0555B nha các bạn ha. Đây cái mã vòi nằm đây nha. Thì cái này là vòi còn nguyên ha các bạn ha. Cũng như là tình trạng của bên trong. Cái vòi này là xuất xứ sản xuất từ Ý nha các bạn. Nên là nó cũng giá trị nó cũng mắc nha các bạn, bỏ ra nhiều tay một xíu nha. Thì trong này nó có cái là tiền một cái phần củ vòi ha, nói là cái này rất là kỹ lưỡng, phải sờ ba đập, đây là phần củ vòi các bạn ha, sờ đây này, đây nó cần vòi ha. Vòi làm rất là đẹp. Cái cấp thôi. Để cấp và để vòi ha. Mình sẽ tháo cái này ra để chút mình lắp lại, lắp lên trên bàn cho các bạn coi. Mình phụ kiện. Mình có một cái bộ jack để thao tác cái vòi. Đi theo cái vòi để mình thao tác cho dễ, khỏi phải đi mua. Rất nhỏ ha. Cái này thì đi theo vòi. Đây là hai cái đế. Đế này thì tùy chỗ mình sử dụng nha. Nó là cái chậu cái độ hồng và cái độ bên củ của nó rộng thì mình sử dụng cái này. Những cái chậu dùng cho chậu lắp một thì những cái chậu mà cái khoảng cách cắn vòi nó nhỏ thì mình không sử dụng cái này ha. Cái này tùy mình. Mình sẽ thao tác lắp cái vòi này ha. Để cấp thì mình tháo ra để cho mắc cho dễ. Xong mình lắp lại. Đây, sợi dây cấp này nó có hai màu, màu xanh lạnh và màu đỏ nóng ha. Để sẵn luôn. Đây mình sẽ lắp cái phần cái đế vòi ha. Đây. Đây sẽ có 4 cái lỗ. Cái phần và các bạn đưa cho cái phần mà nó không có cái răng ha, cái lỗ nó không có cái răng ha. À, cái lỗ răng này là để dành cho cái phần nóng lạnh ha. Đây, này. Như thế này. Cái này thì cái phần ốc vàng nó sẽ nằm phía dưới ha, nó quay lên. Đó hơi khó. Mình sẽ đặt này. Xích vào đó còn nhiều hơn. Nếu cái phần cao su sẽ quay trên, ốc thì nó nằm dưới cái nữ gà. Mình sẽ sử dụng cái con mục giác lớn ha. Mình làm chắc cái coi cái nữ gà. Thank you.
theo là cái phần mình sẽ gắn cái phần củ vòi ha các bạn ha. Cái phần vòi này thì cái nó chỉ có một chiều thôi. Mở ra thì nó sẽ chảy nước, đóng lại tắt. Mình kéo xuống thì nó lạnh, kéo lên là nóng ha. Như là cái phần này. Sau nó sẽ có mục dép ha, mình khi mình đặt lên thì mình sẽ siết lại cho nó cứng chịu lại. Mình sử dụng cái mục dép nhỏ ha. Cái phần lắp cái trần vòi này được ha. Đấy ạ, mình sẽ mở cái này ra. Đây sẽ có phần răng để siết ha. Sẽ đặt lên đây. Mình ấn mạnh thôi các bạn. Đó, nó sẽ vô khớp. Để siết phần lại này cho cứng. Đó, mình sẽ gắn thêm phần dây cấp vô ha. Cái này thì nó có cái đặc biệt là kéo xuống, kéo qua quay lại là được hết ha. Phần này mình sẽ đưa vô cái phần đầu cấp ha. Carousel, German Engineer.